Đây các bạn ơi, dưa của mình một tháng lẻ mấy ngày rồi ha, hơn tháng rồi cả nhà. Thì trái của nó đậu cũng được, chưa được tuần lễ ha, trái nó cỡ này nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ bổ sung phân trứng sữa ha, mình bổ sung phân trứng sữa cho nó nuôi trái, cho trái mốt nó có hương vị cho nó ngon hơn ha. Bây giờ mình sẽ đi pha phân. Đây là phân chuối nè các bạn, phân chuối trứng sữa mình ủ là mấy tháng rồi nè. Bây giờ mình sẽ pha, mình tưới nha. Đây là nha đam với lại chuối nè các bạn, phân chuối nha đam nè. Mình ngâm một thùng mà mình xài hết rồi còn nhiêu đây nè. Bây giờ mình sẽ chắc cái nước này vô đây ha. Mình lười lượt quá, mình không có lượt. Mình cho vô đây khoảng gần 1 lít ha. 1 lít, nửa lít thì cũng được. Này các bạn thấy nè, cái xác nè. Cái xác này mình đem đi ủ phân, mình bỏ vô cái hũ phân nhà rác cái miếng mình ủ cho cây tiếp ha. Còn nước này mình pha ra mình tưới. Đây mình cho một cốc sữa chua này nha. Phân này bổ sung cho trái nha cả nhà. Trong thời điểm mà có trái mình cứ thường xuyên bón cái phân chuối trứng này ha. Là mới mốt trái nó ngon cả nhà. Trái nó có cái mùi vị đậm đà hơn nha. Nếu mà là dưa lưới thì dưa lưới nó sẽ ngọt hơn. Dưa gan thì nó không có mùi vị nha cả nhà ơi. Dưa gan thì chỉ bột mạnh mà ngon thôi chứ nó không có ngọt như là dưa lưới nha. Dưa lưới thì nó có vị ngọt, dưa gan nó không có ngọt. Rồi mình xả nước cho đầy cái thùng này. Đây em đã pha xong rồi cả nhà, bây giờ mình tưới nha. Đó, phần này thì thích hợp cho cây mà đang đậu trái cả nhà. Nó đang đậu trái thì cứ từng lễ mình tưới một lần phân trứng sữa này ha. Còn phân gà NPK thì 2 tuần á. 2 tuần mình tưới lần, nhưng mà mình tưới ít thôi nha cả nhà. Tại vì cây trong thời kỳ mà nó nuôi trái á, rất là yếu luôn á. Mình tưới nhiều cái phân đó sợ nó nóng, nó sốc phân cây ha. Mình thì mình chiên bón cách vậy đó cả nhà. Có khi nào mấy cái trái này lớn là mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Là to nhất rồi các bạn, chưa được tuần lễ. Chào cả nhà buổi chiều nha. Hôm nay dưa của mình được tháng rưỡi rồi cả nhà. Nó thì trái thụ trước thụ sau ha. Mấy cái trái bự to này là thụ trước rồi các bạn. Nè mấy trái này là thụ được 12 ngày rồi ha. Đó, nó chuyển qua cái màu vàng rồi nè. Đó thì nó cỡ này là cỡ này nó chuyển màu vàng là nó sắp chín đó cả nhà. Cho nên là nó nặng á. Mình phải làm cái lưới này nè, mình treo nó vô ha. Để khi mà nó chín rồi nó sẽ rụng cái cuốn này nè. Nó rụng cái cuốn này thì nó sẽ rụng vô cái lưới này, nó không có rớt xuống đất ha. Hôm nay mình sẽ bọc cái lưới mình treo lưới cho trái nè. Cuốn mình vẫn treo nha. Nhưng mà nó nặng quá cả nhà. Trời gió nó quạt lại á, khi nó bị gãy cuốn là nó giật cuốn á. Cho nên là mình làm cái lưới này mình treo cho nó an toàn ha. Đây nè cả nhà ơi, dưa của mình trồng ra được 2 tháng rồi ha. Thì mấy cái trái dưa này từ hồi thụ phấn đến giờ là nó được 1 tháng rồi cả nhà. Thì nó cũng sắp chín hết rồi nè. Nó bị nứt da nè cả nhà. Trời mưa nhiều nó bị nứt rồi cả nhà, nó sắp chín nó bị nứt rồi nè. Bây giờ mình sẽ thu hoạch luôn ha. Thu hoạch dưa cho cả nhà xem. Thì bây giờ mình sẽ cân cái trái dưa cho cả nhà xem ha. Đây cái cân này nè cả nhà. Cân mình mới mua luôn nè. Tại vì trái dưa này nó bự quá, nó dài nữa. Mình phải dùng cái cân này mình cân mới được ha. Bây giờ mình sẽ cân cho cả nhà xem. Nó chín nó thơm quá nhà ơi, thơm phức. Đây mình sẽ cân cái trái này cho cả nhà xem. Cái trái này nó hơn 1 kg thôi cả nhà ơi. Không tới 2 kg ha. Rồi bây giờ mình sẽ cân tiếp trái này. Để mình móc vô.
cái chỗ mình á ít có bán mấy cái thứ này các bạn ơi. Mình đi kiếm cái cần này mà mình kiếm mấy chỗ mình mới kiếm được nè. Trái này nó cũng hơn một ký thôi cả nhà ơi, nó nhẹ hơn cái trái hồi nãy. Mình đi kiếm cái cần này mà mình đi mấy chỗ mới có đó, mà còn duy nhất có một cái một thôi cả nhà ơi, cho nên là mình lấy luôn. Cần không quen á, mình nhìn á, cái mấy cái gạch này nè hơi khó nhìn tí. Đây giờ tiếp tục mình cần cái trái bên đây ha. Trái này là nó nặng nhất luôn nè, trái là nó gần được 2,5 kg ha, tí xíu là được 2,5 kg nè. Các bạn thấy nó rất là dài to. Rồi bây giờ mình sẽ cân cái trái này. Cái này kế bên trái này nó nhỏ hơn trái nãy. Trái này cũng hơn 2 kg nè cả nhà. Nhà xem dài. Thì bây giờ trời mưa nhiều quá cả nhà, cho nên là dưa nó dễ bị nứt tét lắm. Mà nứt tét mà mưa thấm vô nó sẽ hơn á, cho nên là mình thu hoạch ha. Để các bạn thấy cái cuốn của nó bị nứt nứt rồi nè. Bây giờ mình sẽ thu hoạch hết luôn. Thường thì mình hay để nó bị rụng cuốn á, mình để nó rụng cuốn rồi mình đem vô nhà mình đợi chín, nhưng mà bây giờ trời mưa cả nhà, cho nên là mình hái vô nhà luôn nha. Mình hái vô nhà mình để là nó sẽ chín, mình không có cần rụng cuốn luôn. Tại vì bây giờ trời mưa rất là nhiều quá, trời mưa nhiều là nó dễ hơn lắm cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch ha, mình thu hoạch hết luôn cả nhà ơi. Chứ mình để đây nè, các bạn thấy cái da của nó căng bóng lên nè, nó căng bóng vậy nè. Trời cây này thì 2 trái nha cả nhà. Cái cây này là 1 trái ở đây với lại một trái bên đây. Đó, cái cây này là 2 trái nha. Thì dưa thì các bạn để trái mà thấy nó lớn đều với nhau á, trái trên trái dưới mà nó lớn đều nhau thì các bạn để ha, thì nó sẽ nuôi trái sẽ lớn đồng đều với nhau. Còn mà trái lớn nhiều cái trứng ít đó thì các bạn nên bỏ ha, các bạn chỉ lấy 1 trái thôi, 1 trái lớn thôi. Đó, cái dưa gang này thì 3 trái nó vẫn nuôi nổi nha cả nhà. Nhưng mà quan trọng là trái phải lớn đều nhau mình mới để được ha. Đó, cây này mình để 2 trái nè, 1 trái ở đây với 1 trái ở bên đó ha, 2 trái. Thì trái nó không có bự cả nhà ơi, khoảng 1,5 kg thôi. Còn cái cây mà trái to nhất á thì 1 cây có 1 trái ha, thì trái nó sẽ to hơn nhiều. Đây nè, cái trái này mình chứa cân nè, trái này cũng dài cũng to nè. Trái này nó cũng bự nè cả nhà, nhưng mà nó có eo ở đây, mình không biết là nó như ký để chút mình cân thử coi. Thì cái dưa gang này á cả nhà, nói chung là dưa lưới, dưa gang, dưa lê tất cả luôn ha. Thì khi mà đậu trái được 2 tuần lễ á thì bắt đầu mình không có bón phân tổng hợp nữa ha, mình chỉ bón phân trứng sữa với lại chuối thôi. Trong cái thời gian mà nuôi trái á cả nhà, cây rất là yếu, mình mà tưới phân tổng hợp á nó dễ bị sốc phân, nó dễ bị chết cây ha, cho nên là mình sẽ hạn chế tưới phân tổng hợp, mình chỉ tưới phân chuối với lại phân trứng sữa thôi. Mình tưới phân trứng sữa chuối cho trái nó có cái vị đậm đà, cho nó thơm ngon hơn cả nhà. Còn phân tổng hợp là mình chỉ nuôi cây lúc còn nhỏ với lại cây đang thời kỳ mà ra hoa các bạn, thì mình dùng phân tổng hợp ha. Thì phân tổng hợp thì mình cũng thường có chia sẻ đó, thì phân gà, phân NPK, rồi phân chuối, nói chung là tất cả loại phân, mọi thứ một ít mình trộn với nhau, mình pha loãng mình tưới á, thì Phương gọi là phân tổng hợp ha. Còn cây mà có trái đậu được 2 tuần lễ rồi thì mình sẽ không có tưới phân nó nữa, mà mình chỉ tưới là phân trứng sữa với lại phân chuối thôi, để mình dưỡng cho trái nó ngon ha. Như trái nó căng tròn đó các bạn nè, trái căng tròn đẹp. Rồi nãy giờ mình cũng căng dưa rồi cả nhà, với lại mình có nói cái giai đoạn tưới phân như thế nào á, thì cả nhà áp dụng theo ha. Bây giờ Phương sẽ đi thu hoạch dưa. Lúc này trời mưa nhiều cả nhà ơi, mình để không có được đâu, mình để rụng cuốn thì nó sẽ bị nứt, nó hư ha. Cho nên là bây giờ mình hái vô trong nhà luôn. Mình để ra đó mình vú thì từ từ nó sẽ chín ha. Mình đi cắt dưa nha cả nhà, thu hoạch dưa nha. Đây chuẩn bị kéo rồi nè. Đây nè cả nhà. Rất là thơm luôn á. Thế là nó bị nứt quá chừng luôn nè. Bởi vì mình không có để, mình phải cắt xuống hết rồi, chứ mình để là nó bị nứt rồi, trời mưa nó vô cả nhà. Mưa vô là nó hư ha. Mình cắt đi trong nhà mình để như vậy được, nó không có bị hơi. Thơm quá là thơm luôn. Cưng quá là cưng luôn cả nhà ơi.
đây nè cả nhà, hôm nay mình thu hoạch chín trái dừa ha. Đó, trái này là bự nhất nè, kiếp đó là tới này, thế này nhỏ nhỏ lớn thì có hết luôn ha. Thì sau cái quá trình mà gieo trồng chăm sóc cho cây dưa gang á, thì Phương cũng đã chia sẻ hết cho cô chú anh chị và cả nhà rồi ha. Đó, thì đây là cây dưa gang mình trồng trong chậu sân thượng. Đây là cũng là lần đầu tiên Phương trải nghiệm trồng thử ha, thì rất là thành công luôn cả nhà. Mình gieo trồng cực khổ, chăm sóc rất là cực ha, tại vì cái dưa này á là nó không có chịu trời mưa cả nhà. Nếu mà trời mưa thì trái nó sẽ dễ bị hơi á, nó nứt rồi nó sẽ vô nước mưa nó sẽ hơi cả nhà, cho nên là rất là cực khổ ha. Thì cuối cùng Phương cũng đã thu hoạch được nhiều đai dưa và trái cũng rất là to nha cả nhà. Thì Phương xin chúc cô chú anh chị và các bạn luôn thành công ha, trồng rau quả lúc nào cũng xanh tươi và đẹp. Cô chú anh chị và các bạn nhớ cho Phương xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Phương nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.